Thưa quý vị, với mong muốn nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ, thời gian qua, đội biên phòng Bình Thạnh, bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp với các trường trên địa bàn huyện Bộc Quá tổ chức nhiều tiết học biên cương cho học sinh. Chính việc học thực tế, đi đồ với trải nghiệm đã góp phần bồi đắp thêm tình yêu biên cương tổ quốc cho các em đây là một giờ lên lớp trong tiết học biên cương được đoàn viên phòng Bình Thạnh phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Thạnh quyền bọc quá tổ chức tại đây các em học sinh được thông tin về tình hình biên giới đất liền của tỉnh Long An nhận kiến thức cơ bản về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cũng như quá trình phân giới cắm mốc giữa Việt Nam Campuchia bao gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Thạnh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Phong Thạnh qua đó giúp các em hiểu rõ hơn đường biên cột mốc ở trên địa bàn tỉnh Long An và huyện huyện Mộc Hóa. Đồn biên phòng Bình Thạnh hiện quản lý đường biên giới dài 9,669 km với 12 cột mốc trong đó có 3 cột mốc chính và 9 cột mốc phụ càng ý nghĩa hơn khi các em được trực tiếp tham quan thực địa khu vực biên giới tận mắt nhìn thấy những cột mốc quốc gia trực tiếp trò chuyện với các chiến sĩ biên phòng qua đó giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa to lớn của việc bảo vệ chủ quyền biên giới đồng thời thêm yêu quý và trân trọng những hy sinh tham đặng của các chiến sĩ nơi đây sau tiết học biên phòng thì con cảm thấy nó rất là ý nghĩa, nó giúp cho tụi con hiểu thêm về cái đường biên giới của tỉnh Long An mình và sự hình thành của cục hóc 200. Từ lớp 6 tới lớp 9 thì cũng một học kỳ thì sẽ có một tiết để mà giáo dục cho các em thì có thể chọn một học kỳ là hai lớp thì để cho các em trong tất cả học sinh trong trường đều sẽ nắm bắt được hết chứ để các em ngồi ở trong lớp mà chỉ là xem hình ảnh thôi thì nó không có thiết thực không thực tế bằng là đi thực tế như hôm nay cái này rất là có ý nghĩa giúp em biết được rồi từ đó các em có ý thức là bảo vệ chủ quyền biên giới của Việt Nam. Tiết học biên cương đang góp phần giáo dục cho các em học sinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ biên giới quốc gia. Do đó, những hoạt động giáo dục ý nghĩa như thế này cần được duy trì và phát huy rộng rãi trong các trường học, nhất là khu vực biên giới.